Vừa qua, theo thống kê mới nhất, nơi có nhiều trẻ em nhiễm Covid-19 nhất là thành phố Hồ Chí Minh với khoảng 3.000 bé. Ngoài ra, còn có gần 250 bé mất cha mẹ hoặc trở thành trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ vì ảnh hưởng của dịch. Thứ trưởng Lao động Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà đề nghị các địa phương phải lên kế hoạch hỗ trợ những bé thuộc diện F0, F1, chăm sóc những trường hợp có cha mẹ, người thân nhiễm bệnh, đang cách ly, các em phải sống một mình. Còn về tương lai xa hơn, bà Hà yêu cầu các tỉnh cần thiết lập cơ sở bảo trợ xã hội, chuyên tiếp nhận chăm sóc các bé. Đại diện ngành lao động các tỉnh đã đưa ra đề xuất nên sớm có kế hoạch tiêm chủng cho trẻ em. Vì lẽ đó, các gia đình cũng không nên chủ quan. Cần dạy trẻ cách phòng ngừa cơ bản, thực hiện nghiêm túc khuyến cáo 5K, đặc biệt nhắc nhở trẻ nếu phát hiện có dấu hiệu bất thường về sức khỏe, cần thông báo ngay cho người lớn.